ngoài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey, nhau. Hey. We can fly, fly to the sky. Oh. We can fly so high. Gia đình là số một. 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 Cái này hên quá, chung tiền. Thôi bà thắng hoài à, tụi tôi không chơi nữa đâu, hết tiền rồi. Ê, hết tiền tôi cho mượn tiền. Thôi tôi không chơi nữa đâu, tụi tôi không phải đối thủ của bà. Thôi đi về đi. Thôi, nó nghe nè, vậy thôi tôi trả tiền này bà, ăn nhiêu trả nè, chủ yếu là vui chơi thôi, mấy bà ở đây chơi tôi đi. Thôi có chơi giỡn bà cũng thắng à, ở xóm này ai cũng biết tiếng bà đó, môn này bà chơi giỏi lắm đó bà. Mà ở lại chơi đi mà, chơi rồi ăn bánh rồi chơi với tôi cho vui đi. Đây, đói bụng rồi cơm nước. Cái gì vậy? Trời ơi! Cờ bạc à! Anh vui chơi không có gì hết. Vui chơi cái gì? Tôi nói cho bà đây, cấm cờ bạc trong nhà đây. Ngồi đi anh uống gì để em làm cho anh nha. Khỏi hỏi anh. Trời ơi, chỗ đây sao đẹp quá vậy em? Dạ. Nè. Dạ. Trong thời gian vừa qua đó, anh không có tới đây. Dạ. Anh nghĩ là chú mày á không biết làm cái gì và bắt đầu từ đâu đúng không? Em hoang mang quá. Công ty mình hoạt động rồi, cho nên nó công việc cũng nhiều lắm. Dạ. Dạ là em biết mà, nền kinh tế bây giờ nó như thế nào thì em cũng hiểu. Ha. Vì vậy anh em mình phải mạnh dạn giật công ty mình đi lên. Dạ em biết, em lúc nào cũng sẵn sàng hết anh. Đây là tốt. Anh mình tham quan nhẹ cái phòng mình cái anh. Rồi dạ. Để anh coi. Cái chỗ đó này đẹp quá anh ơi. Dạ. Trong kịch ti kỳ này lên à, làm lên. Anh ơi, anh cho em hai phần mì nha, một có trứng với một xúc xích nha. Ủa cái gì vậy? Cái hiểu lầm. Trời ơi, đây đâu phải nhà hàng đâu mà cứ vô kêu cái gì vậy trời. Anh để tham gia anh coi cái view sân vườn ngoài đây đẹp lắm. Thôi đi. Để anh đi ngoài cái. Dạ. Trời ơi, tôi biết rồi nhưng mà giờ tôi hết nấu mì rồi, tôi không còn làm đồ ăn nữa. Đi làm ơn đi kiếm chỗ khác mua ăn giùm tôi đi, tôi hết nấu mì rồi nghe, tôi quỷ nấu mì rồi. Mấy cái người này lạ kỳ ghê, làm như là lúc nào nhà hàng hay sao chui vô kêu. Mấy con bé này chắc nó mới về khu vực này hay sao, nhào vô đây nó kêu đồ ăn. Anh ngồi đi anh. Ừ. Dạ. À nè, dạ. Còn anh, em xem bản kế hoạch kinh doanh chưa? Dạ. Ừ, nếu mà chỗ nào chưa hiểu á, thì em hỏi anh, nghe. Dạ, em có hết rồi. À dạ. Ừ, em lo làm cái quảng cáo xong chưa? Có luôn rồi, để đợi chút. Đây. Lanh lẹ vậy anh chịu á. Dạ, xong hết rồi anh ơi, khoảng thời gian vừa rồi là em lo hết mấy cái chuyện này nè, anh mở ra anh coi giùm em. Đâu, anh coi coi. Ý tưởng của người ta lên hết rồi đó anh. Ồ, tốt dạ. Quá. Nè, anh. Dạ. Em lựa nhạc sĩ nào mà viết nhạc hay á, để khi mà phát lên đó, người ta nghe một cái, người ta nhớ công ty mình liền. Ủa, mình phải bỏ nhạc vô nữa hả anh? Đúng rồi, tại vì người ta nghe giống như là mình là quảng cáo gián tiếp vậy đó, hiểu không? À, em hiểu rồi, cái chuyện nhạc sĩ anh yên tâm em giao cho em đi, em có quen nhạc sĩ. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà phải ghép nhạc hay nha. Tôi chuyên viết nhạc quảng cáo luôn. Quen hả? Dạ quen. Mà phải là uy tín đó nha. Trời ơi, em nói với anh rồi, chuyên viết nhạc quảng cáo, chuyên nghiệp. Ê, mềm không? Chứ rẻ được chứ mắc không được nha. Bởi vì công ty của mình mới mở lên điệu cơm gấp mắm. Anh yên tâm đi, người quen trong gia đình, cho nên là giá là không phải mềm thường đâu, mềm xèo luôn. Thắng nữa rồi. Ủa Hạnh? Thưa mẹ, con mới về. Ừ, mới làm về hả? Chắc mệt lắm hả con? Ây da, đủ thứ luôn, buồn quá trời. Nè, đói bụng không? Mẹ làm đồ ăn cho anh.
Chưa, mẹ ngồi nghỉ chút đi, khi nào con ăn rồi con nói mẹ nấu một con nha. Vậy ha. Dạ. Nào đói hú mẹ, mẹ làm cho ha. Dạ. Trời ơi, chơi gì mà sắc màu quá trời vậy? Mẹ chơi bà tí sắc. Trời ơi, con biết không, ba con á, mẹ rủ bạn bè về chơi thì ổng la đó, cho nên bây giờ mẹ chơi trên máy nè, để ổng thấy ổng cũng la mẹ được. Trời ơi, trên máy khó chơi lắm nha, tại này là máy móc được lập trình sẵn rồi đó. Nhưng phải mẹ khen nha, mẹ chơi để giờ mẹ thắng nó không à. Thiệt luôn hả? Trời ơi, mẹ giỏi dữ vậy. Con thấy mẹ quýnh với bạn mẹ cũng thắng, giờ quýnh với máy thắng, đừng nói mốt mẹ thành thần bài luôn nha. Mẹ không dám nhận cái chức đó, nhưng mà bạn bè mẹ giờ mẹ rủ không bà nào dám chơi, bà nói mẹ là thần bài. Thần bài vô đói à? Cái gì gì bài bạc gì đây, thần bài gì hả? Bà làm gì đó? Chơi gì? Chơi tứ sắc trên máy. Trời ơi, tụi nó cấm tiệt trong nhà này không được cờ bạc. Nữ nó cờ bạc nó hư hỏng à, cấm tiệt chưa? Chơi trên máy có gì đâu mà la. Không được. Thôi mà ba đâu có căng thẳng như vậy, ba chơi trên máy đâu. Không, có con binh mẹ con nó hả? Dẹp vô đúng không? Cái gì kỳ cục vậy? Ông khó gì vừa thôi chứ. Dọn cơm đi, cấm cờ bạc. Tôi rủ bạn bè về chơi cũng la, bị chơi trên máy cũng la nữa. Bây giờ tôi xuống chơi với bếp rồi được không? Ừ, nấu bếp thì được. Khó khăn quá à. Chơi gì cũng nói chứ, tôi còn cái gì là thú vui của tôi. Vậy đi. Sẵn tháng nữa. Trời ơi, bé 50 du lịch với bé 50. Chơi này chán quá. Chơi phải có người ngồi chia rồi ăn tiền. Chơi trên mạng mình thắng đâu có hay đâu trời. Đang ngứa tay ngứa chân quá thiệt tình. Thắng. Bà ơi. Trời ơi, có ai thấy vô đây không vậy? Sao không? Trời ơi, sao con vô mà con không nói là bà hết hồn, là như ma vậy? Bà đang chơi gì bà? Anh bà tư sắc online. Mà chơi này không có đã. Ủa sao bà không chơi dưới mà chơi trên này? Trời đất ơi, con nghĩ sao vậy? Trời ơi, ông nội mà biết là bà chửi bà nội chết luôn. Không có cho chơi đánh bài. Mà bà ngứa quá, lén đi chơi. Mà con biết không, chơi phải có người đối diện chơi mới đã. Nhưng mà bà ơi, chơi ở trên này không có vui đâu. Sao chơi vậy? Trực tiếp mới vui. Thì đó, con biết chơi không? Dạ không. Ê, không chơi chơi đi, bà chỉ cho, dễ lắm. Con học bài khó chứ bà chơi đến bài. Đừng nói bà, chơi đi. Chơi đi, nói nghe nè. Chơi bây giờ chơi mới biết chơi thôi, chơi tới trơn 1.000, tới qua 2.000 đi. Thôi bà ơi, chơi bèo quá à. Sao? Chơi 5-10 đi. Trời đất ơi. Ê, con không biết chơi mà con chơi thua là nhiều lắm á nghe. Thôi nhà con có điều kiện rồi bà, đừng lo. Ê, thua không có đòi lại nha. Dạ. Dễ lắm, bà chia cái nào con biết, con đưa bài xuống cho bà thấy, bà chỉ cho nha. Ừ. Có là xe vàng, con có đôi không? Không có đôi, bà ăn nha. Tại vì có. Bà ăn xe vàng, bà xỉ đỏ. Vậy là con đánh hai con này, được không bà? Ăn được, ăn được. Ê, nhưng mà nói nghe nè, bà biết con ăn cái này đó, con sẽ bể cái phối màu trắng đúng không? Ủa, sao bà biết hay quá vậy? Trời ơi, bà đâu có đối thủ đâu con. Ăn thì cất vô đây đây rồi. Đánh đi, ăn rồi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Vậy con đánh con người trắng. Ô, xin lỗi con, bà tới. 2, 3, 5, 7. Vậy là con thua rồi hả? Không có thể thua mà con phải chung tiền vậy thôi. Sắp đi con ơi, bỏ bài xuống sắp đi. Em ráng giúp giùm anh nghe. Anh giới thiệu em cho người ta rồi đó. Anh nghĩ là với cái nghề của em quấy bút một chút là có liền hà. Nghe Kim Chi. Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà anh Hạnh biết sao không? Công việc mới của em bây giờ bận dữ lắm. Em sợ không có thời gian để mà nhận viết thêm đâu. Trời, sao được? Em phải giúp anh chứ. Phải giúp anh, Kim Chi. Em phải hứa là em giúp anh. Anh giới thiệu em cho người ta rồi. Không phải. Nhưng mà em bận thiệt mà anh ơi. Trời đất ơi Kim Chi ơi, em biết anh rồi, anh đâu có quen biết nhạc sĩ nào đâu ngoài em. Kim Chi, em nhớ có thời gian mà anh em mình thất nghiệp không? Trời ơi, đói no mình chia sẻ hết. Hai anh em mình bụi đời bụi bặm ngoài đường, em nhớ không? Em nhớ cái hoàn cảnh đó không? Dạ, em nhớ chứ. Đó, em nhớ thì em phải giúp anh chứ. Thật sự ra bây giờ có nằm mơ anh không nghĩ giờ anh được như vậy nữa Kim Chi.
Em cũng nghĩ vậy. Thì đó, vậy em phải giúp anh chứ. Nếu em không giúp anh là trở về ngày xưa lại đó. Vậy thôi để em viết cho. Cảm ơn em nhiều nha. Gán viết hay hay nha Kim Chi. Rồi rồi, cảm ơn em nha, cảm ơn nhiều nha. Giờ con đánh con sĩ trắng. Sĩ trắng hả? Bà ăn. Con sơn rồi đó nha. Con biết trên tay bà còn con ngựa xanh và con pháo đỏ phải không? Bà mà đánh con pháo đỏ ra là con đánh đôi này đó nha. Sơn rồi hả? Trời ơi, nó mới chơi mà sao nó biết tay mình cầm gì ta. Đánh pháo đỏ thì nó đôi nó tới. Không đánh pháo đỏ. Con sơn này phải không? Anh pháo đỏ còn tới phải không? Anh đánh ngựa xanh. Con tới Hoàng. Con đã lừa được bà rồi. Trời ơi, nó mới biết chơi mà sao nó giỏi vậy trời. Nó biết hết bài mình nắm cái con gì. Bye bye. Ơi! Ủa đâu trời? Không lẽ đứa hả? Bây giờ đánh con gì đây ta? Bà đừng có suy nghĩ nữa. Bây giờ con biết trên tay bà có những con gì? Con gì? Sĩ trắng, con tượng xanh và con pháo đỏ, đúng không? Sao nó giỏi vậy trời? Không lẽ thấy bài của mình mà mình đâu có để thấp đâu. Đánh con nào cũng ăn hết không? Sĩ trắng. Con không có. Trời, vậy mà nói con nào cũng ăn. Không có thì lật đi. Nhưng con sẽ lật con pháo đỏ cho bà ăn. Làm như thần bài đó, lật thử coi. Con thấy bài hả? Dạ không, con chỉ nhớ bài thôi. Bà sẽ đánh con tượng xanh. Con cũng không có. Có gì lật đi. Con sẽ lật con tướng vàng. Trời ơi, làm như thần vậy, biết bài lật thử coi. Ôi xin lỗi con, bà tới. Con đã tới đứt đầu. Bà có tới quan. Bà chúc con 10.000. Trời ơi, sao con nhỏ này nó hay vậy ta. Nhớ cả bài tiền. Nó ăn gian hay nó là thần bài? Bà ơi, nãy giờ con thắng nhiều quá, con ngại quá đi. Con thắng bà cũng chục ván rồi phải không bà? Cái bà mới chơi mà chơi hay dữ vậy. Trời đất ơi, bà đừng có làm binh bà chứ sắc rồi hả? Đâu có đâu có đánh bại gì đâu. Cái gì nữa? Đâu có, tôi đang chơi gì đây. Trời ơi là trời, bà bình tĩnh đi bà. Đâu có. Bà ơi, con về vậy bà. Nói nổi rồi. Dũng Vy. Dạ thầy. Bà xem em dám rủ bà đánh bài hả? Đâu có đâu, bà rủ em đánh bài mà. Trời đất ơi, thấy không? Bây giờ là bà cờ bà không bỏ được, bà dụ con nít nữa kìa. Dũ đâu mà bà dũ. Con về nha bà. Bà con thiếu có 10.000 á. Trời đất ơi, ghê chưa. Mẹ. Cái gì? Bà con thiếu có 10.000 nha bà. Cái gì? Biết rồi. Trời ơi, quýnh bài thiếu nợ được kìa, trời ơi. Dũ cái gì? Mẹ sao mẹ lại rủ học sinh của con đánh bài mẹ? Trời ơi, nó còn đánh con hay hơn mẹ nữa kìa, nó ăn hết tiền của mẹ kìa, biết gì nữa. Gì vậy? Xuống! Xuống đi! Nó chơi bên đây cũng leo lên kiếm mà. Kim Chi ơi, điện thoại nữa kìa. Điện thoại hả? Thôi đừng nghe bà, chắc là quản lý gọi hối bài đó, tôi còn chưa viết xong nữa nè, con lu bu quá trời luôn. Ừ. Ủa, anh Hạnh gọi bà ơi. À, bà quản lý. Anh Hạnh, anh rể hả? À, chết rồi, bài hát quảng cáo. Ôi trời, cái bài hát quảng cáo, anh gọi anh nhắc bài hát quảng cáo mà tôi còn chưa viết gì nữa, bây giờ tôi nghe tôi biết nói gì giờ bà. Vậy hả? Vậy không, má để tôi nghe cho. Rồi tôi nói với ảnh là bà bận bà không có ở nhà ha. À thôi, nhưng mà không được thôi, để tôi nghe cho. Trời ơi, để tôi. À, dạ em đây anh Hạnh. Alo Kim Chi, bài hát em viết xong chưa? Bữa nay tụi anh muốn nghe nè. Cái bài hát đó nó đang
hay anh cho em thêm thời gian đi thì cái bài hát nó sẽ bài. Không được, ngày mai tụi anh duyệt rồi. Ngày mai duyệt rồi hả? Thôi để em cố gắng viết nha. Nhanh giùm anh nha. À, gần xong rồi anh. Trời ơi, từ đây tới chiều sao mà tôi viết kịp đâu trời. Giờ trong đầu tôi còn chưa có chữ nào hết trơn á. Mà bà bận vậy rồi tự nhiên bà nhận làm cho anh Hạnh chi vậy? Tôi cũng đâu muốn đâu, tại tôi không có từ chối ảnh được. Tại sao vậy ta? Tại sao mà mình không thể đánh thắng nó, mình thua nó không vậy? Nó đánh thầy hay là tại mình đánh dở? Trời ơi, đừng ngu nè. Nội ơi, nội. Nội có gì ăn không nội? Nói bụng quá. Đồ ngu. Nội, con có làm đâu sao nội chửi con ngu? Ai cũng nói mình là thằng bài, tại sao không thể thắng nó được chứ? Phải thắng nó một bàn mới đáng nguyện. Alo, có rồi hả cưng? Dạ, em mới vừa gửi cho anh đó anh Hạnh. Anh nghe thử demo coi làm sao nha. Rồi, vậy anh nghe thử nghe. Anh chờ nãy giờ mà. Trời ơi, nếu mà có thời gian vui vẻ hả, em sẽ còn viết hay hơn nữa. Anh cứ nghe thử rồi cho em biết cảm nhận nha. Yên tâm đi, anh biết nghề của em mà. Rồi, để anh tải về anh nghe nha. Rồi. Có nè anh. À vậy hả? Dạ, để em tải về cái cho anh nghe. Đến với chúng tôi để kiếm thêm tiền. Thời cơ không đến sao kiếm tiền đây. Công ty chúng tôi, công ty Hành Thắng, là nơi tiền đến và nhiều phúc lợi. Có những trường và hơi chất lượng, là nơi tốt nhất mau nào tiền vô. Công ty Hành Thắng, công ty Hành Thắng, công ty tốt nhất trước thế này. Công ty Hành Thắng, công ty Hành Thắng, công ty chứng khoán mọi nhà. Sao rồi anh? À, cái nhạc á em nghe được á. Thiệt á anh? Trời ơi, hên quá à. Nếu mà có thời gian nha, em sẽ còn viết hay hơn nữa. Thật sự là khả năng của em hơn như vậy nhiều á anh, tại vì cũng bận quá. Không. À, nghe rõ lời lắm. Dạ, vậy thì mừng quá. Vậy thôi nha anh Hạnh. Cảm ơn anh nha, bye bye. Ừ, vậy chạy nha em. Em làm ăn cái kiểu gì vậy? Nhạc như vậy mà em nghe được á hả? Em phải lựa người chuyên nghiệp chứ. Dạ, đây là chuyên nghiệp mà. Em không biết làm sao. Dạ. Em kêu bên đó về làm lại đi. Em muốn cho công ty mình phá sản hả? Dạ, đâu. Không ai muốn công ty phá sản, anh công ty nó mở phá sản xuôi. Dạ. Em làm gì em làm đi. Trời ơi, bây giờ ăn nói làm sao đây? Viết dở trên mức quy định. Kim Chi hôm gì lộn gì kìa. Ủa? Anh Hạnh? Hạnh là cái gì? Anh Hạnh sao vậy? Tất cả mọi người im lặng. Dạ. Kim Chi? Dạ. Cô viết ra cái kiểu gì? Cô biết là tôi nhục nhã khi mà giới thiệu cô là nhạc sĩ không? Hả? Hả? Cô học nhạc ở đâu? Thầy cô nào dạy cho cô vậy hả? Cô viết nhạc dở ẹt một cái bài hát như vậy. Cô viết để người ta chửi trong bản mặt của tôi, cô biết không? Hả? Cô viết bằng tay mình chứ cô không viết bằng cái não của mình. Cô không phải là nhạc sĩ, tôi khẳng định cô không phải là nhạc sĩ. Anh Hạnh!
Em tính rót cho anh uống nhưng mà anh bức xúc quá, em tạt cho anh tỉnh. Anh Hạnh ơi, anh kiềm chế lại nha anh Hạnh ơi. Tôi đang đây. Nhà em. Em cô giáo Diệu Hiền. Anh tỉnh chưa anh? Em xin lỗi. Xin lỗi à. Dạ. Dạ. Anh toilet. Ê sao mà thằng ấy gì kiến không vậy? Anh Hạnh ơi. Anh ơi. Dạ, toilet. Trời ơi, anh gọi anh biết toilet mà. Anh vô anh nói ai chiên khoai lang không tha mỡ rồi anh biết rồi. Nói anh về. Không cảm. À, anh đi về đây. Không ốc nhiều quá ha. Hồn hết vía luôn á. Cái gì vậy? Trời, thiệt tình luôn á. Anh không có thích bài hát mà anh không có chịu nói với tôi. Kêu tôi sửa. Thôi qua nói vậy. Chắc cũng một phần anh xỉn mà anh không có làm chủ được. Thôi không có sao đâu, đừng có giận ảnh nha. Mai mốt rồi nói chuyện lại. Đâu có giận gì đâu, đã tôi nói là tôi bận rồi à. Mà cứ hồi 1-2 bắt tôi viết. Có thời gian rảnh đâu mà viết. Gấp quá sao viết hay được. Gì vậy bà? Bây giờ mình lên trên phòng của ông Phúc á, chơi với bà dài giá nha. Dạ thôi bà ơi, con không chơi đâu. Hôm bữa thầy bắt con nhảy cốc tới 10 vòng lận á. Con không chơi đâu bà ơi. Nghe nè, bữa nay không có thầy Phúc ở nhà, không có ai ở nhà hết trơn á. Kêu bà lên trên phòng thầy Phúc, kêu bà khóa cửa lại, không ai biết ra con á. Ôi thầy kêu con nít không có được chơi bài bạc, con không chơi đâu. Đúng mà, bà đang nghĩ con mà. Con đang nghĩ bà mà. Gì vậy? Có gì đâu. Hai người nó rù rỉ gì mờ ám đó. Gì đâu mờ ám. Ông đừng có để ý chuyện mà không phải của mình. Nè, bà định rủ đi chơi tứ sắc là chứ gì đúng không? Rủ đâu mà rủ. Bà coi chừng tôi đó. Cả con nữa đó Yuki. Con là Yumi chứ không phải Yuki đâu ông. Mi hay Ki gì miễn có chơi y được rồi. Yuki. Đi lên trên chơi đi con. Một giác thôi. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi. Bà năn nỉ con một giác. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi. Alo. Mình biết rồi, bây giờ mình ra liền nè. Chờ mình xíu nha. Yumi. Trời ơi sao nó bỏ đi vậy ta. Thật quá. Nó là con đứa con nít mới biết chơi. Còn mình á, là ai cũng kêu mình là thần bài. Tại sao phải thua nó? Phải thắng nó một giá mình mới mãn nguyện. Yumi. Đây ngon lắm thôi. Yumi. Có ai kiếm bài chị? Ai? Mi bà năn nỉ cô mà chơi với bà một dáng đi cô. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi, con là học sinh mà con không chơi được đâu. Kệ học sinh chơi không ai biết đâu cô, của mình bà với con biết không ai biết. Thôi thầy với lại ông la. À, bây giờ nè, lên trên phòng của thầy Phúc, chứ lại không ai biết đâu sao con ha. Thôi bà làm con khó xử quá à. Dễ muốn chế tới đâu khó con. Chơi một dáng nữa thôi nha. Một dáng nữa phải không? Đồng ý phải không? Vậy chơi 5 dáng. Hả? Anh nghe nè Kim Chi ơi. Dạ, em có sửa lại bài hát mới rồi đó. Anh coi thử coi làm sao nha, anh nghe thử đi. Ủa, em gửi bài hát cho anh nữa hả? Sao vậy? Bài cũ nghe cũng ok mà. Ủa, hồi tối hôm qua anh tới nhà em mà anh không nhớ hả? Không, anh không nhớ thiệt á Kim Chi. Trời, anh còn chê là bài hát của em không được hay nữa mà. Nhưng mà không sao đâu. Bây giờ em viết lại bài mới rồi, anh cứ nghe thử đi coi sao. Rồi anh nghe sao rồi anh báo lại với em liền ha. Xin lỗi anh nha, tại vì thời gian cũng không có cho nên là em viết không được hay cho lắm. Ủa mà anh Kim Chi, anh nói thiệt là anh không nhớ gì luôn á Kim Chi. Em gửi cho anh rồi hả? Rồi anh cảm ơn em nha. Anh ơi,
À, đây đây có bài nhạc mới nè, anh nghe thử lại giùm em cái. Dạ đây. Anh nghe thử giùm em. Đến với chúng tôi công ty Thành Thân. Mong muốn làm giàu muốn nhiều tiền riêng. Đến với chúng tôi để kiếm thêm tiền. Thì cơ không biết sao kiếm tiền đây. Công ty chúng tôi công ty Thành Thân là nơi tiền đến và nhiều phúc lợi. Có những thị trường mà đứng trên đường là nơi tôi nhất mau nào tiền phố. À, anh nghe nè Kim Chi ơi. Anh Hạnh. Anh sao rồi anh Hạnh? Cái này nghe chất hơn cái trước nữa. Một bài hát đi vào lòng người. Có thể xếp vào dạng huyền thoại đó em. Hay thiệt không anh? Anh nghe rồi hả? Dạ rồi, không biết nói sao luôn hả? Chỗ nào? Vừa lắm. Vừa lắm. Em ơi, cảm ơn em nha. Hay thiệt không vậy trời? Sao vậy bà? Vậy ta? Ê, bộ anh chịu bà đó rồi hả? Tôi cũng không biết nữa bà ơi, hên xui à. Em đòi tiền lại đi. Bài nhạc gì mà kỳ quá. Giờ phải đòi tiền lại. Thôi bà ơi, con thấy nãy giờ con thắng nhiều quá rồi. Con chia bài cũng mệt rồi. Thôi nghỉ nha bà. Ê, không được được. Chơi trong bài bạc mà ăn nhiều mà nghĩ vậy thì kêu ăn xin non không được được. Bây giờ phải chơi cho bà thắng con một trận mới được. Nhưng mà thôi, lỡ ông giờ ông thấy rồi ông kêu con dụ bà chơi nữa mất. Con giờ nãy giờ con chia mệt hơn để bà chia nha. Yên tâm đi, tự lớn rồi tự nguyện chứ ai mà ai dụ ai. Bà đóng cửa rồi, giờ này ai cũng bận biểu chơi cho bạn. Nhưng mà con nói thiệt với bà nha, bà không phải đối thủ của con đâu, con chơi giỏi lắm. Bà không phải đối thủ của con hả? Con chơi giỏi hả? Vậy chơi 50 trăm đi. Thôi bà chơi mà ăn thua quá rồi, con về đây. Ê không về, thôi như cũ, 50 rồi con đi. Nhưng mà bà hứa với con là cái này nếu mà con thắng á là dám cưới nha. Nhưng mà nếu bà thắng con thì sao? Thì con chơi tiếp. Rồi đi chị, bà bài đi, bà bài đi. Trời ơi, cái mặt cái con này nó láo quá vậy ta. Tại sao vậy? Tại sao nó lại chơi bài giỏi như vậy? Hồi nào giờ mình là chưa có ai là đối thủ mà tại sao mình bây giờ mình lại thua cái con miệng còn hôi sữa của Yumi? Ừ, cái đó bên đó tức quá, tức quá. Bé Năm ơi, bé Năm, mày phải thắng một trận nghe bé Năm, phải thắng một trận nghe bé Năm. Hết rồi. Cái gì bà? Mẹ con đã đánh bài rồi trầm. Nữa hả? Đánh hoài. Mở cửa vô, bắt quá tay. Con tới quan nữa rồi bà. Con thắng bà nữa rồi. Nhưng mà thôi, không chơi nữa đâu bà ơi. Chơi con thắng bà này con mệt lắm. Lại con trả tiền cho bà nè. Bà giữ tiền nha, con về đi. Tấn công im. Không được nhúc nhích, im. Dù My, đứng im. Thầy nói với con sao hả Dù My? Tại sao con dám nữa? Trời đất ơi bà nữa nha. Cờ bạc quay. Con chào ông, chào thầy con gì. Ba, đi xuống. Đi. Trời ơi Thoa Son, quýnh bài bạc. Ôi trời ơi. Đánh bài Thoa Son gì mẹ? Ơi, tại sao trời sinh ra bé Năm, còn sinh ra Yumi? Mẹ, con cung. Đúng vậy, Yumi nó đã dạy cho tôi một bài học đáng nhớ trong suốt cuộc đời của tôi. Thông qua những ván bài tứ sắc định mệnh đó, nó là đứa chơi tứ sắc giỏi nhất trong những người mà tôi đã từng biết. Ai vậy? Trời ơi, anh Hạnh. Trời ơi. Lại là anh đây. Anh xỉn nữa hả? Kim Chi, làm sao không diễn được khi mà anh quá nhục nhã với cô em dâu của anh. Trời, anh Hạnh anh qua nữa hả? Sai, em sai lắm. Em sai với bản thân anh, em sai với gia đình, em sai với dòng họ bên nội bên ngoại của em. Dạ. Anh khẳng định một lần, thứ hai là em không phải nhạc sĩ.
Không có nhạc sĩ nào viết cái nhạc nó dở vậy. Em biết mỗi lần đưa nhạc cho người ta nghe, người ta chửi vô trong đầu của anh. Em đâu có đầu đâu, em cảm giác được điều đó. Anh không thích bài hát. Không, làm sao thích được, làm sao thích được cái loại nhạc đó hả? Cái loại nhạc đó ai viết? Em viết. Em viết, em còn dám nhận em viết hả? Đừng nói gì hết, trả tiền cho anh đi. Em không xứng đáng nhận cái đồng tiền từ nghệ thuật đó. Hả? Trả tiền cho anh. Alo, anh Nắng hả? Em đòi được tiền rồi. Cổ nói là cổ sẽ chuyển khoản cho mình. Dạ, anh yên tâm chuyện tiền bạc đi nha. Em sẽ kiếm nhạc sĩ khác nha. Hả? Anh kiếm luôn hả? Dạ, 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 dạ. Vậy nha anh. Trai, có tiền cho anh ít chích đi. Anh bị bệnh gì mà chích không ra? Anh có giai đoạn cuối rồi. Cái lời gì đâu nhám nhở. Chó mèo tình yêu mà dí gì? Mình là chó mèo. Anh biết ai hát không? Ai vậy? Mẹ của Yumi đó. Bây giờ đang hot trên mạng lắm đó nha. Mẹ Yumi hả? Trời ơi, tôi tưởng con cá mập biết hát chứ. Không cần biết ai sáng tác hay viết ra. Ba cấm tuyệt để trong nhà này không ai được hát cái bài đó. Anh không nhớ là trước đây em đã từng dạy võ cho anh. Và em nói với anh câu gì anh nhớ không? Em nói là anh nên đi học múa hơn là đi học đánh võ đó, anh nhớ không? Thì anh nghĩ học võ cũng giống học múa mà. Người ta mới kêu là múa võ đó. Đón xem tập 150 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 5/10/2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Hey!